Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp rất là độc đáo và bánh rất là nhỏ nhưng mà lại là cho người lớn trưởng thành đi. Và cái chiếc xe đạp này rất là phù hợp cho các cái bác mà thích như một chiếc xe đạp mà kiểu dáng độc đáo, bánh 20 inch nhưng mà lại cho người lớn đi. Và sau đây em sẽ giới thiệu đánh giá chi tiết cái cấu tạo của chiếc xe này. Đó là chiếc xe Chinix bánh 20. Vâng, như các bác nhìn thấy đang trong khung hình đây là chiếc xe đạp Chinix bánh 20, rất là độc đáo, kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Nhưng mà nhiều các bác lầm tưởng là đây là chiếc xe đạp cho trẻ em, nhưng không phải, đây là chiếc xe đạp dành cho người lớn và có kiểu dáng bánh rất là độc đáo, bánh 20 inch. Chiếc xe hoàn toàn phù hợp. Đây các bác có thể nhìn thấy là em cao hoàn toàn phù hợp, cao 1m62 là hoàn toàn phù hợp. Rất là chiều cao hoàn toàn bằng những cái chiếc xe đạp lớn. Và chiếc xe đạp này thì dành cho những cái việc như là mình đi dã ngoại, đút vào trong ô tô đi dã ngoại hoặc đi cà phê, cần những cái diện tích nhỏ mà lại xe dành cho người lớn. Và chiếc xe này thì cấu hình rất là đẹp. Đằng trước của chúng ta thì được trang bị một cái đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa 2 tầng và một cái bộ gạt đĩa là Shimano Claris. Vâng, như các bác biết thì Shimano Claris này là một bộ chuyển động của dòng xe đua đã được trang bị trên một chiếc xe bánh 20 inch rất là độc đáo. Và đằng sau chúng ta cũng có một bộ đề Shimano Claris và một líp thả 8 tầng. Tóm lại là cái cấu hình của cái đùi đĩa và cái đề này và cái líp này là có cấu hình của xe đua. Đấy, nhưng mà lại được trang bị trên một chiếc xe đạp bánh 20 inch để tăng thêm tốc độ cho chiếc xe. Ngoài ra thì bánh xe được một trang bị một cái cặp bánh màu đỏ đen, lốp đỏ đen, vành đỏ đen trông rất là đẹp. Mayer màu đỏ, vành màu đen. Đũa thì đan rất là thưa, rất là đẹp. Bánh trang bị bánh 20 inch, phanh đĩa. Phanh đĩa bánh 20 inch Mayer là Mayer Joytech, rất là nổi tiếng ở trong cái dòng xe đạp nói chung. Khung của chúng ta là khung nhôm toàn bộ rất là đẹp. Về nước sơn của chiếc này thì em đánh giá là mới trên 90%. Cọc yên chinix tất cả nguyên bản hết. Và chiếc Chinix này thì là có mã là Chinix Z4 cổ phốt nguyên bản hết. À, đằng trước của chúng ta thì có một cái bộ bánh giống đằng sau, cũng màu đỏ đen, bánh 20 inch, Mayer Joytech, phanh đĩa. Lên trên tay cầm của chúng ta thì chúng ta được điểm xuyết, chiếc xe được điểm xuyết, cái dây chuyển số cũng là màu đỏ luôn, cho nên là nhìn chiếc xe rất là hài hòa, trông rất là đẹp đẽ. Bên này của chiếc xe thì em cũng không nhìn thấy cái chỗ xước nào rất là đáng kể cả, nói chung là gần như là không có chỗ, không có xước, không có vết xước, rất là mới. Size của chiếc xe là size 15 inch. 15 inch đây là cái size này là size nhỏ thôi, còn đâu yên có thể cho rất là cao. Xe này phù hợp cho free size luôn, từ người thấp cho đến người cao đều có thể đi được. Từ 1m6 đến 1m8 là đi được xe này hết. Xe này là xe dạng độc đáo. Trên tay cầm của chúng ta là tay cầm dạng thẳng. Tay cầm dạng thẳng. Và được trang bị hai tay chuyển số, một bên 8 líp và một bên 2 đĩa. Tay phanh. Tay cầm cũng màu đỏ đen luôn. Vâng, chiếc xe rất là độc đáo. Bánh 20 inch. Chinix Z4. Vâng, và em đã đánh giá xong chi tiết cấu tạo của chiếc xe đạp Chinix bánh 20 inch. Chiếc xe này rất là độc đáo, và nếu các bác nào muốn sở hữu chiếc xe và quan tâm đến chiếc xe thì hãy
liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975709943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất nhiều các xe đạp khác, nếu các bác quan tâm thì ở trên Facebook các bác tìm Kiên xe đạp và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác tìm Kiên xe đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chiếc chuông để các bác xem nhiều mẫu xe đạp khác. Và ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay ở Facebook và YouTube là Kiên Đồ Cũ, các bác có thể tìm và tham khảo thêm. Vâng, vậy hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.